Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2022. Hôm nay thì ở chỗ em nó mưa và hơi âm u, nên là các bác cố gắng là nghe giúp em nhé. Ngày hôm nay thì em có lên 5 canh trắng HO, 5 canh trắng Phú Thọ, Hồng Nguyên Thủy chia sẻ tới tất cả các bác. Các bác xem video thì bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Lấn Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây thì em sẽ đi vào phiên bán hàng ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay là một chậu 5 canh trắng Phú Thọ. Để chỗ em thì nó đang mưa và thời tiết âm u nên là nó hơi khó nhìn các bác nhé. Đây, cái cây Phú Thọ này thì đây, em quay cho các bác. 3 mầm gốc luôn ạ. 3 mầm gốc đang lên rất là đẹp rồi. Cây này rất là mập đẹp. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 1 5 canh trắng Phú Thọ 3 mầm gốc. Ngày hôm qua em có lên 2 hay là 3 cây 3 mầm gốc thì các bác sưu tầm rất là nhiều. Thì rất là nhiều bác hỏi thì ngày hôm nay em lên còn vài cây thôi, vài cây cái size 3 mầm gốc chia sẻ cho các bác. Em chuyển qua đơn hàng số 2, đơn hàng số 2 này cũng là một cây 5 canh trắng Phú Thọ. Đấy. Cây này thì hai mầm gốc nhưng mà mầm gốc rất là to và đã lên rồi này, hai mầm gốc này. Các bác nhìn nó như cái măng luôn. Đấy. Cây rất là mập đẹp các bác nhá. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 2 5 canh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đây ạ, đơn hàng số 3 này thì cũng 3 mầm gốc các bác nhé. Đây. Bên này 2 mầm này. Đấy, và bên này 1 mầm là 3 mầm. Nhưng mà những cái mầm này thì to kinh khủng luôn. Các bác nhìn này ạ. To như là cái măng bát độ luôn ạ. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 3 5 canh trắng Phú Thọ. Phú Thọ này là dòng rất là dễ hoa này. Thân thì rất là mập. Các bác chơi vừa chơi thân lá được, vừa chơi mặt hoa được. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 này là một cây 5 canh trắng Phú Thọ. Cây này rất là mập đẹp. Cây này thì hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc và mầm gốc đây. Phải gọi mầm gốc của nó là quá to luôn. Đấy. Trong dưới này có một mầm mầm nữa. Đấy, lù lù to kinh khủng. Cái đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng. Đơn hàng số 4, hai mầm gốc. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 này là một cây 5 canh trắng Phú Thọ này các bạn nhìn ạ, rất là mập. Cây này thì cũng hai mầm gốc các bác nhá. Đây, hai mầm thì cũng như hai cái măng tre luôn. Đơn số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng. 5 canh trắng Phú Thọ. Thời điểm này các bác sưu tầm rất là hợp lý. 3 cây như này ghép vào là một chậu. Sắp tới đây 3 cây nếu mà cứ hai mầm gốc như này là sắp vụ đây là sẽ các bác sẽ được 6 mầm gốc. Và mà nó là mầm gốc ấy, nó phát triển tốt hơn kia rất là nhiều. Mầm gốc thì nó sẽ đạt tầm khoảng 1m hoặc 1m2, 1m3 các bác nhé. Đấy, các bác được ngắm hoa luôn rồi. Cái này rất là nhanh thôi. Đấy là đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 này là một kia 5 canh trắng Phú Thọ. Kia này thì mầm gốc nó chưa lên nhó nhá. Kia này mập, đẹp, xinh. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 này là một cây 5 canh trắng Phú Thọ. Cây này cũng rất là đẹp đấy ạ, mập đẹp. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị với giá là 200.000 đồng. Đấy. Rất là nhiều bác muốn sưu tầm những cái cây nhỏ nhỏ này về làm giống thì những cái cây này rất là hợp lý. Mập đẹp luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị với giá là 400.000 đồng. Và đây, cái này thì nó cũng hai mầm gốc đây. Hai mầm gốc rất là to đẹp rồi. Đấy, siêu đẹp luôn nha các bác nhá. Đơn hàng số 8, 400.000. Đấy, thân mẹ nó đây các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 này là một cây 5 canh trắng Phú Thọ. Đấy, cây này cũng rất là mập đẹp. Cái này cũng hai mầm gốc các bác nhá. Đa phần là 2 với 3 mầm gốc chứ không có cây nào một mầm gốc đâu. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị với giá là 350.000 đồng. Đấy, hai mầm gốc luôn. Tính ra các bác mua hai mầm gốc này với giá trị là 170.000 thôi. Mà là còn có thân mẹ nữa. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 này là một cây 5 canh trắng Phú Thọ. Trời ơi, kỳ này quá mập đẹp luôn các bác nhé. K
Kỳ này hai mầm gốc đây, hai mầm gốc cũng đang lên rồi. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 10. Kỳ này rất là đẹp, khỏe luôn các bác nhé. Hết đơn hàng số 10 là hết năm anh chồng Phú Thọ. Em chuyển qua dòng hồng Yên Thủy. Đấy, một cái phân khúc tầm trung cho các bác sưu tầm. Vì là nói thật là nếu nói về Phú Thọ HO thì là rất nhiều bác có, nhưng mà nói về Yên Thủy, Mỹ Nhân rồi thì Bạch Tuyết Á Hậu thì nói chung là số lượng bác có thì nó vẫn còn ít, còn hạn chế. Nên là bác nào mà chưa có thì các bác sưu tầm. Giá em chia sẻ thì nói chung là cũng rất là hợp lý thôi. Cái đơn hàng số 11 này là một cây hồng Nguyên Thủy. Cây này hai mầm gốc các bác nhé. Hai mầm gốc đây. Một mầm thì giáp cái cây đây. Đấy, đang lên rồi. Và một mầm lên bên này. Mầm như cái mang tre luôn các bác nhé. Cây này rất là khỏe đẹp. Ấm trậu. Cái đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,2 triệu đồng. Đơn hàng số 11 hồng Nguyên Thủy. Đấy. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 này cũng là một cây hồng Nguyên Thủy cất khúc ươm kỳ ấm trọng. Cây này hai mầm gốc các bác nhá. Nhưng mà mầm gốc của con này thì bây giờ này mới đang sưng thôi, chưa ra như con kia. Cây này cũng mập, đẹp, khỏe luôn. Cái đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,3 triệu đồng cho đơn hàng số 12. Đấy. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 này cũng là một cây hồng Nguyên Thủy, cây này cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Đây, mắt gốc thì phải gọi là quá đẹp luôn các bác nhá. Một mắt thì đã lên đây rồi. Đấy, một mắt thì lên bên này rồi các bác nhá. Một mắt bên này đang sưng. Đấy. Cái đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,4 triệu đồng. Cái kỳ này thì người ta cắt để cho nó lên mầm gốc và ra kỳ nhanh hơn các bác nhá. Người ta cắt đấy. Đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 này thì phải gọi là một chậu là hồng Nguyên Thủy luôn, bởi vì cái này nó có một cái bi để lỡ, sắp tới đây là hai cái này nó cùng đẻ các bác nhé. Cái đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,3 triệu đồng. Và là sưu tầm được cái chậu này thì hợp lý hơn rất là nhiều này. Đơn số 14. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 này cũng là một cây hồng Nguyên Thủy. Cây này thì cũng hai mầm gốc các bác nhé. Cây này hai mầm gốc. Đấy, hai đây. Hai mầm gốc nó lòi sang hai bên đây. Đây ạ. Đấy, hai cái mầm gốc hai bên luôn. Cái đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,4 triệu đồng cho đơn hàng số 15 khi hồng Nguyên Thủy. Hết đơn số 15 này là hết hồng Nguyên Thủy các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 này là một cây năm cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình. Cây này hai mầm gốc rất là mập, đẹp, khỏe. Đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn số 16. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 này cũng là một cây HO. Đây, cây này thì mầm gốc lên rồi các bác nhé. Cây này rất là mập đẹp. Đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn số 17. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 này cũng là một cây năm cánh trắng HO Hiển Anh Hòa Bình. Đây, cái cây này mầm gốc đang lên rất là đẹp rồi. Cái đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng. Đấy, năm cánh trắng HO Hiển Anh Hòa Bình các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 320.000 đồng. Đây. Cái này thì cũng hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc, hai mắt gốc đang nhí lên hết đây rồi. Đấy, cây này rất là đẹp. Các bác cô chú anh chị ai mà chưa có HO thì các bác sưu tầm nhá. Đây là đơn số 19. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 này cũng là một cây năm cánh trắng HO Hiển Anh Hòa Bình cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Cây này đẹp các bác nhá. Cái đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng. Đó, đơn số 20. Đấy, kỳ rất là đẹp. Đơn số 21 cũng 450.000 đồng. Cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Đây các bác cô chú anh chị nha, nhìn bộ rễ của nó đây. Rất là khỏe đẹp luôn. Và những cái kỳ này thì bây giờ mắt gốc cũng đang sưng các bác nhá. Nó lên muộn, cắt mắt gốc cũng đang sưng thôi. Đấy, đa phần là hai mắt gốc hết kỳ này. Về các bác đợi mắt gốc lên là các bác có thể làm kinh. Các bác có thể tiết được khoa luôn nhé. Đây là đơn số 21, 450.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 này là một năm gánh trắng HO Hiển Anh Hòa Bình. Cắt khúc ươm kỳ ấm trậu đẹp. Đơn số 22 này cũng 450.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn số 23 này cũng là 450.000 đồng. Cắt khúc ươm kỳ ấm trậu.
Chào các bác, cô chú, anh chị. Đơn số 23 em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 này 600.000 đồng, 600.000 đồng nhé, cho các bác, cô chú, anh chị sưu tầm. 5 cành trắng HO Hiển Anh Hòa Bình. Và đơn số 24 này cũng là đơn số cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một cho các bác. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.